ngày 13 tháng 10, bộ binh Israel triển khai cuộc tấn công đầu tiên vào dải Gaza kể từ khi lực lượng Hamas tấn công miền nam Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, chiến dịch trả đũa chỉ mới bắt đầu. Israel tuyên bố sẽ tiêu diệt Hamas sau khi các chiến binh của lực lượng này xông vào thị trấn và làng mạc, giết chết 1.300 người Israel, bắt đi hàng chục con tin. Từ đó, Israel đạt dải Gaza, nơi Hamas quản lý có 2,3 triệu người Palestine sinh sống, trong tình trạng bị bao vây toàn diện và bắn phá các đợt không kích chưa từng có. Chính quyền dải Gaza cho biết 1.900 người đã thiệt mạng. Ngày 13 tháng 10, Israel đặt thời hạn 24 giờ cho 1 triệu dân cư ở phía Bắc và dải Gaza để chạy về phía Nam nhằm tránh một cuộc tấn công dữ dội. Hamas thề sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng và kêu gọi người dân không rời đi. Người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, quân đội sẽ sử dụng xe tăng để triển khai chiến dịch tấn công nhằm vào các đội tên lửa của Hamas và tìm kiếm thông tin về vị trí của con tin. Chúng tôi đang tấn công đối phương bằng sức mạnh chưa từng có, ông Netanyahu nói ngắn gọn trong một tuyên bố bất thường được truyền hình trực tiếp sau khi lễ Saba của người Do Thái bắt đầu. Tôi nhấn mạnh rằng đây chỉ mới là sự khởi đầu, ông nói. Hàng nghìn người dân dải Gaza đã xuống các con đường hướng ra phía bắc của dải Gaza, nhưng không thể ước tính số lượng. Nhiều người khác cho biết họ sẽ không rời đi. Thà chết còn hơn là rời đi. Mohammad, 20 tuổi, đứng trên bên đường ngoài một tòa nhà, gần thành phố đống đổ nát không kích trước đó của Israel, gần trung tâm dải Gaza nói với Reuters. Các nhà thờ Hồi giáo phát đi thông điệp, hãy giữ lấy nhà của bạn, hãy giữ lấy đất của bạn. Ông Yabba Al-Bajum, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Hamas, nói trong một cuộc họp báo, chúng tôi muốn nói với người dân phía bắc dải Gaza và thành phố Gaza rằng hãy ở yên trong nhà và nơi ở của bạn. Chính quyền dải Gaza cho biết 70 người thiệt mạng và 200 người bị thương khi Israel tấn công vào các ô tô và xe chở người dân chạy trốn khỏi phần phía bắc sang phía nam của dải. Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác cảnh báo nguy cơ xảy ra hỏa hoạn nếu như có nhiều người buộc phải chạy trốn, đồng thời kêu gọi tháo gỡ những bao vây cho viện trợ vào. Cũng trong ngày 13 tháng 10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cho biết tình hình ở dải Gaza đặt ở mức nguy hiểm mới. Chúng tôi cần tiếp cận nhân đạo ngay lập tức trên khắp dải Gaza để có thể cung cấp nhiên liệu, thực phẩm và nước uống cho mọi người, ngay cả có chiến tranh quy mô, có quy tắc. Ông nói, trước đó, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc là Dujarric cho biết người dân dải Gaza sẽ không thể tuân theo lệnh của Israel phải rời khỏi miền Bắc mà không phải đối mặt với hậu quả nhân đạo tàn khốc. Israel cho rằng Liên Hợp Quốc lên án Hamas và ủng hộ quyền tự vệ của Israel. Thòng lòng quanh cổ dân thường ở dải Gaza đã thắt chặt. Làm thế nào mà 1,1 triệu người có thể di chuyển qua vùng chiến sự đông dân trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ? Giám đốc Viện trợ Liên Hợp Quốc Martin Griffiths viết trên mạng xã hội. Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng, trong cuộc sơ tán quy mô lớn như vậy là lệnh khẩn cấp, nhưng Washington sẽ không nghi ngờ gì về quyết định của Israel trong việc yêu cầu dân thường sơ tán. Chúng tôi hiểu những gì họ đang cố gắng làm và tại sao họ lại cố gắng làm điều này. Để cố gắng cô lập dân thường khỏi Hamas, vì Hamas mới là mục tiêu thực sự của họ, ông Kibi nói. Mohammed Abba, Tổng thống chính quyền Palestine, đối thủ của Hamas, nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ở Jordan rằng việc cưỡng bức di rời người dân Palestine ở dải Gaza sẽ gặp lại tình cảnh hồi năm 1948, khi hàng trăm ngàn người Palestine chạy trốn hoặc bị đuổi khỏi dải Gaza. Hầu hết người ở dải Gaza ngày nay là hậu vệ của những người tị nạn như vậy. Gaza là một trong những nơi đông đúc nhất trên trái đất và không có lối thoát. Israel đã áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn, còn Ai Cập, quốc gia cũng có biên giới với khu vực này, cho đến nay vẫn từ chối lời kêu gọi mở cửa cho cư dân chạy trốn. Ngày 13 tháng 10, Hamas đã đăng với nội dung cho thấy các chiến binh của họ đang cưng nựng một em bé và đứa trẻ mới chỉ biết đi trong một ngôi làng nọ đã xông vào, nơi Israel nói rằng toàn bộ gia đình đó đã bị sát hại. Chúng tôi đang chiến đấu vì quê hương của mình, chúng tôi đang chiến đấu vì tương lai của mình. Con đường sẽ còn dài, nhưng cuối cùng tôi hứa với các bạn rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói khi gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khi ông đến Israel chỉ sau một ngày chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken. Ông Austin cho biết viện trợ quân sự đang chảy vào Israel, nhưng đây là lúc để quyết tâm chứ không phải để trả thù. Ông Blinken đã tới Jordan để gặp vua Abdullah và ông Abba. Sau đó tới Qatar, một đồng minh của Mỹ có ảnh hưởng giữa các nhóm Hồi giáo. Đáng lo ngại chiến sự sẽ lan sang các mặt trận mới, bao gồm cả biên giới phía bắc của Israel với Liban, nơi xảy ra các cuộc đụng độ trong tuần này.
Quân đội Israel ngày 14 tháng 10 tuyên bố đã loại bỏ một chỉ huy của Hamas có tham gia chỉ đạo vụ tấn công bất ngờ cuối tuần trước nhắm vào Israel. Trong cuộc không kích, các máy bay chiến đấu của Israel đã tiêu diệt Meir Abu Meda, chỉ huy của Hamas, thành phố ở Gaza, chịu trách nhiệm chính trong cuộc tấn công hôm 7 tháng 10 của Hamas nhằm vào Israel, lực lượng phòng vệ Israel IDF hôm nay cho hay. Hamas hiện chưa bình luận về thông tin này. Hôm 13 tháng 10, các máy bay chiến đấu Israel cũng đã tập kích diện rộng vào dải Gaza, loại bỏ hàng chục mục tiêu Hamas và các thành viên Nukba, đơn vị tinh nhuệ của Hamas dẫn đầu cuộc không kích vào lãnh thổ Israel kiểm soát cuối tuần trước. Trong số các khu bị không kích có trại Anusirat, các khu vực phía Bắc và Tây Gaza. Ngày 7 tháng 10, lực lượng Hamas bất ngờ bắn hơn 2.000 quả rocket về phía Israel. Khoảng hơn 1.000 chiến binh của Hamas cũng phải phá hàng rào ở biên giới, đột kích vào lãnh thổ do Israel kiểm soát và bắt giữ khoảng 1.500 con tin. Israel lập tức tuyên chiến và mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm đáp trả Hamas. Cuộc giao tranh một tuần qua khiến cho hơn 1.900 người ở dải Gaza và hơn 103.000 người Israel thiệt mạng. Israel chủ yếu đáp trả bằng các đợt không kích. Tuy nhiên, hôm qua, một nhóm xe tăng và binh sĩ nước này đã mở cuộc đột kích cục bộ vào Gaza. Mục tiêu của nhóm đột kích này là nhằm thu thập các thi thể của những người Israel bị bỏ lại ở sát biên giới, phá hủy năng lực chống tăng của Hamas, thu thập thông tin phục vụ cho hoạt động giải cứu con tin. Thủ tướng Benjamin khẳng định, cuộc đột kích mới chỉ là khởi đầu cho chiến dịch đáp trả của Hamas. Chúng tôi đang đáp trả đối phương bằng sức mạnh chưa từng thấy. Chúng tôi nhận định đây chỉ là khởi đầu, ông nói. Al Jazeera đưa tin, hôm nay quân đội Israel tiếp tục mở cuộc đột kích khác bờ Tây và Jerusalem. Giới quan sát nhận định, cuộc đột kích này tạo tiền đề cho Israel mở một chiến dịch tấn công trên quy mô lớn nhằm vào Gaza, dường như cũng để chuẩn bị cho kế hoạch này. Israel hôm qua cũng đã đề nghị 1 triệu thường dân phía Bắc Gaza sơ tán trong vòng 24 giờ. Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel rút lại đề nghị này vì cho rằng việc sơ tán một lượng lớn người dân ở Gaza trong thời gian ngắn như vậy là không thể. Quân đội Israel hôm nay thông báo gia hạn thêm 6 giờ để người dân ở Gaza sơ tán. Theo đó, Israel cho phép người Palestine ở Gaza di chuyển an toàn từ Beit Hanun ở phía Bắc đến Khan Yunis ở phía Nam trong khoảng thời gian 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Người phát ngôn quân đội Israel Avichai Adraei cho biết, người dân có thể sử dụng hai tuyến đường để di chuyển, gồm Anba và Salah al-Din. Nếu các vị quan tâm đến sự an nguy của bản thân và người thân, hãy sơ tán về phía Nam như chỉ dẫn, ông thông báo trên Twitter. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết chính quyền của ông đang cật lực để tìm kiếm con tin người Mỹ bị Hamas bắt giữ. Ông Biden trước đó đã nói chuyện với gia đình của 14 người Mỹ mất tích sau cuộc tấn công của Hồi giáo Hamas vào Israel. Tổng thống Biden cam kết với các gia đình nói trên rằng sẽ làm mọi cách để đưa người thân của họ trở về. Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby xác nhận 22 người Mỹ đã thiệt mạng trong vụ tấn công hôm ngày 7 tháng 10. Ông Kirby cho hay Washington đang cố gắng tìm thêm thông tin về việc có bao nhiêu người Mỹ trong số các con tin bị bắt giữ. Một diễn biến liên quan, chuyến bay đầu tiên Washington tổ chức để đưa công dân Mỹ rời khỏi vùng xung đột Israel hạ cánh xuống Athens, Hy Lạp an toàn hôm ngày 13 tháng 10. Washington đang lên kế hoạch để tiếp tục triển khai các chuyến bay hồi hướng khác vào ngày 19 tháng 10. Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính 500.000 công dân đang sinh sống, làm việc ở Israel. Đại sứ quán Mỹ tại Israel thông báo rằng cơ quan này sẽ mất nhiều thời gian để xếp lịch cho những người muốn rời đi. Các công dân Mỹ rời Israel dự kiến được chuyển tới Athens, Hy Lạp hoặc Frankfurt, Đức bằng các hãng hàng không, từ Haifa, Israel tới Cyprus bằng đường biển.